Harvey Mackay, một trong năm diễn giả hàng đầu thế giới, từng nói: cuộc đời ta thay đổi qua hai cách, qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc. Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg nói rằng: tôi thấy việc đọc sách là để hoàn thiện trí tuệ. Sách giúp bạn khám phá toàn diện một chủ thể và đắm mình sâu hơn tất cả các phương tiện truyền thông hiện đại. Tôi mong chờ mọi người sẽ đọc sách nhiều hơn thay vì cắm cúi vào phương tiện truyền thông của tôi. Đúng vậy, đọc được một cuốn sách hay sẽ giúp ta nâng tầm nhận thức. Sách chính là nguồn tài sản quý giá của nhân loại, và nơi lưu giữ nguồn tài sản quý giá ấy là thư viện. Ở thư viện, ta được tiếp xúc với những điều tốt lành, được đúc kết nơi từng con chữ, được tiếp cận với những giá trị tri thức của biết bao bộ óc vĩ đại, mà những trải nghiệm và khám phá của nó được lưu lại cho ta qua từng trang giấy. Một trong những nơi lưu trữ ấy là thư viện của cơ sở đào tạo ơn gọi linh mục giáo phận Phú Cường. Nơi đây lưu giữ hơn 11.000 đầu sách với nhiều thể loại khác nhau, từ kiến thức phổ thông đến tu đức, triết học và thần học. Đây là nơi đáp ứng cho nhu cầu học hỏi, nghiên cứu và trau dồi kiến thức cho mọi thành phần, cách riêng cho các ứng sinh, chủng sinh, tu sĩ và linh mục. Hãy đến với thư viện cơ sở đào tạo ơn gọi linh mục giáo phận Phú Cường tại số 9 Nguyễn Văn Bé, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.